Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hưởng ứng tuần lễ Phật đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018 của tăng ni và đồng bào Phật tử trong cả nước tại các tự viện trong tỉnh Tiền Giang, chư tăng ni cũng hân hoan tôn trí lễ đài, trang hoàng cờ hoa, tổ chức các sự kiện nhằm chào đón ngài Đức Phật đản sanh. Tại chùa Trường Phước, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, ngay từ những ngày đầu tháng 4, chư ni và Phật tử đã bắt đầu treo cờ, tôn trí lễ đài Đức Phật đản sanh, tổ chức tiệc buffet chay để chào mừng ngài Phật đản. Tối ngày 14 tháng 4, chư ni chùa Trường Phước thành kính tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, rất hoành tráng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đến dự đại lễ có Đại đức Thích Trung Chánh, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, chư tôn đức thường trực huyện Châu Thành cùng đại diện tăng ni trong huyện và đông đảo Phật tử đồng về tham dự. Buổi lễ bắt đầu với màn múa chào đón Phật đản sanh do các em thiếu nhi tại đạo tràng chùa Trường Phước trình diễn. Sau đó, Phật tử tham dự được nghe đại diện chư tăng ni đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến tăng ni Phật tử trong nước và nước ngoài và diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật tử cũng được nghe thuyết giảng về ý nghĩa cao đẹp của sự kiện Phật đản sanh. Tiếp theo là chương trình văn nghệ và tặng 100 phần học bổng cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trong huyện, mỗi phần gồm 500.000 đồng và 10 quyển tập. Bằng lời ca tiếng hát, các anh em văn nghệ sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh đã làm sống dậy nhiều sự kiện ý nghĩa của cuộc đời Đức Phật, làm tôn lên giá trị thiết thực của sự có mặt Đức Phật tại cuộc đời này. Tại chùa Thiền Huệ, thị xã Gò Công, Phật tử đạo tràng rất náo nức cho việc chào đón ngài Phật đản. Ngoài việc trang trí cờ hoa, lễ đài Phật đản còn được tôn trí trang nghiêm trước mặt tiền chùa. Ngày 15 tháng 4, chánh thức cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. Các em thiếu nhi Phật tử vui tươi với điệu múa dân hoa cúng dường mở màn cho buổi lễ. Tiếp theo, toàn thể đạo tràng nhất tâm tụng kinh khánh đản và thành kính cử hành nghi thức tắm tượng Phật. Đoàn người múc từng gáo nước thơm tưới lên tôn tượng Phật đản sanh, niềm vui mùa Phật đản thật sự đã lan tỏa khắp nơi.